Hello, xin chào các bạn nha. Các bạn ơi, mình đang ở trong cái chuồng của con ngan này các bạn này. Giờ mình con ngan của nhà mình thì ấp được hơn một tháng rồi. Giờ mình sẽ xem con ngan mình nó nở chưa nha các bạn nha. Buổi sáng này mình có kiểm tra thì thấy trứng nó nứt ra rồi, nhưng mà có một hai con đã tắt vỏ rồi. Còn bây giờ mình xem tổng thể là đàn ngan của mình có bao nhiêu con nha các bạn nha. Đây này các bạn này, các bạn nhìn này, đấy nó ở trong cái kho này nha các bạn nha. Đấy. Wow, các bạn thấy không? Đây là con ngan mẹ. Còn một quả trứng thì nữa. Hello. Đây là một cái nhà kho. Ê. Còn một quả trứng nữa chưa nở các bạn ơi. Hello. Bây giờ mình sẽ bắt con ngan này ra. Bắt một con ngan mẹ ra các bạn nha. Đi ra đây nha. Đây các bạn này. Đó. Thì mình sẽ bắt con ngan mẹ ra. Wow. Đây các bạn ơi, bây giờ đến đàn con của nó các bạn nha. Đó. Đây mình sẽ bắt cái con được mấy con. Được 1 2 3 4 5 6 7 8 Ồ, 9 con luôn các bạn ơi. Đây là những cái quả trứng mà bị hư nha các bạn nha. Bị hư 4 quả. Còn quả nữa này. Đấy, còn 4 quả. Đó, các bạn nhìn thấy không? Đi vòng các bạn. Bu được các bạn này. Em bu hết căng mắt chưa? Chó mẹ này. Buông nè, buông cái này còn đứng ngang hai nè, buông nè, cha mẹ đấy, mèo đang rình này, cái gì?
Beep, 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 beep.